chào mọi người. Hôm nay là một ca mổ rất là đặc biệt. Chắc chị ở Mỹ về đúng không? Em ở bang nào? Em ở Mississippi. Mississippi. Trên khuôn mặt thì là có ba cái cấu trúc mà tạo nên cái đường nét cơ bản của khuôn mặt. Đó là mắt, là mũi, là cằm. Thì hôm nay chị quyết định là sẽ thay đổi cả ba chi tiết này. Vùng cằm ở đây nó vẫn chưa được đầy đặn, nó hơi khuyết về phía trong. Các bạn thấy là mắt một mí và có nhiều da dư, mũi khá thấp, đầu mũi cũng hơi bự và ngắn. Như vậy là trong cuộc phẫu thuật này ta sẽ thay đổi ba chi tiết. Từ mắt một mí ta sẽ đưa là thành hai mí. Từ mũi này thì sẽ sử dụng vật liệu là mũi cấu trúc sườn sườn. Đây là vùng sẽ tạo hình sống mũi bằng Gotex. Nó là một chất liệu mà khác hẳn so với silicone nâng mũi trước đây, là chất liệu mà có thể dính chặt được vào cái tổ chức sống mũi và theo thời gian thì nó sẽ không bị di lệch. Ở vùng đầu mũi sẽ được tạo hình bằng phần sụn tai kết hợp với sụn sườn đông khô để kéo dài cũng nâng cao và làm thon cái vùng đầu mũi này. Đó, sụn tai thì sẽ lấy được một phần nhỏ ở cái phần tai. Và đối với sự thay đổi cằm thì sẽ đặt rất là tự nhiên thôi. Cái đường phẫu thuật sẽ là đường ở trong miệng, như vậy là hoàn toàn không có để lại thẹo. Sau khi phẫu thuật bóc tách, bác sĩ sẽ đặt một cái chất liệu để làm đầy cái vùng ổ cằm này lên. Ca phẫu thuật này dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 3 tiếng. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chào các bạn, đây là cận cảnh toàn bộ quá trình và độn cằm. Thì chị đã làm xong mắt và mũi rồi. Em mở mắt nhìn lên nhỉ, nhìn lên nhỉ. Thì ta thấy là với diện mạo mới, ta đã có một đôi mắt hai mí, một chiếc mũi cao tự nhiên và mũi được bật cao và kéo dài rồi. Thì bây giờ bước này bác sĩ sẽ tiếp tục hoàn thiện cái cằm. Như phân tích trước đây, ta chỉ cần làm thêm đầy thêm cái vùng ụ cằm thôi mà không theo, không quyết định là không kéo dài nhiều cái chiều dài của chiếc cằm này. Thì có hai cái đường trong phẫu thuật độn cằm. Thứ nhất là một cái đường cổ điển là bác sĩ sẽ rạch ở cái vị trí dưới của cằm. Đường này thì sẽ làm cho bác sĩ phẫu thuật dễ điều chỉnh, tuy nhiên là sẽ để lại một cái vết sẹo mờ. Và đường thứ hai là bác sĩ sẽ bóc tách ở bên trong. Vì trong miệng thì với đường này sẽ khó làm cho bác sĩ, nhưng mà sẽ cho kết quả rất là đẹp và hoàn toàn giấu được cái sẹo. Đây là quá trình mở cằm. Trong trường hợp này bác sĩ sẽ mở ra đường dọc nên là cái sẹo rất là nhỏ. Như vậy là bây giờ sẽ đặt chất liệu vào. Quá trình nâng cằm thì khá là đơn giản. Khó khăn nhất là cái giai đoạn mà nó sẽ điêu khắc để ra được một chất liệu phù hợp với cái cằm của mỗi người. Và bây giờ tiến hành quá trình khâu lại. Đối với cằm và phẫu thuật ở trong miệng thì là sẽ khâu bằng chỉ tự tiêu để đảm bảo quá trình là bạn không phải lo lắng gì trong quá trình cắt chỉ. Do làm cằm là phẫu thuật hoàn toàn ở trong miệng nên là bên ngoài, các bạn ngay cả sau phẫu thuật hoặc là sau đó thì sẽ không bao giờ có hiện tượng bị thâm tím gì ở bên ngoài này. Cái vùng bóc tách nó sẽ hơi sưng lên một chút. Đó, như vậy là vết khâu đã xong, bạn có thể quay trực tiếp vào cái vết khâu. Nó khá là nhỏ, rất là nhỏ, chỉ là một cái đường chích nhỏ ở trong miệng thôi. Và bây giờ ta sẽ tháo hai cái bông gạc ở đây ra để đánh giá lại cái dáng cằm. Như vậy là sau gần 3 tiếng phẫu thuật thì bạn đã xong được chiếc cằm mới, đôi mắt hai mí mới nhìn lên này. Đó, cũng không sưng nhiều lắm. Em có bị đau gì không? Không. Trong quá trình làm không bị đau gì ha? Ừ. Hôm nay là lần đầu tiên bác sĩ chia sẻ cho các bạn hình ảnh ngay sau phẫu thuật cả mũi, cả cằm, cả mắt, và thực tế cũng không có sưng đau nhiều như là mọi người vẫn tưởng tượng.